ta đi làm vậy người ta chia sẻ những hoàn cảnh nghèo khổ khó khăn đồ này kia, người ta giúp đỡ chứ đâu phải mà ta lấy cái tiền giúp đỡ đó mà ta ăn đâu mà đi nói tầm bậy tầm bạ. Thì bởi vậy đây là nó chỉ có một khúc thôi nè cả nhà. Dạ, chờ khán giả nghe thấy không? Mày bóp cổ thằng Tâm, mày giết nó chết mày thấy mừng phải không? Ai nói gì vậy? Thằng Minh Thiện nói nè. Nó cái này khác nào vu khống cho anh Thiện đúng không? Vu khống. Đủ má tao kiếm mày tao bầm đầu mày nè. Rồi hôm nay thì mình đang có mặt ở nhà của anh Sáu cũng như là cậu ruột của em Tâm, thì người chết ở Hậu Giang rất là linh thiêng đó. Thì lúc gài thì có anh Thiện TV thì giúp cho gia đình cũng rất là nhiều, nhưng mà nó cũng có rất là nhiều cái chuyện hiểu lầm. Thì hôm nay thì nhờ anh Sáu có thể là mình chia sẻ về cái vấn đề cái chuyện gia đình đó nó như thế nào á anh Sáu. Như là chú Thiện thì cũng quay cũng giúp đỡ chia sẻ gia đình đó. Mà thằng cháu thì nó cũng có lỡ uống rượu nó chửi chú Thiện vậy đó. Thì xin chú Thiện cũng thông cảm bỏ qua. Cũng con cháu nó còn trẻ tuổi nó cũng không có biết gì gành. Thì xin chú Thiện thì cũng thông cảm bỏ qua cho nó đi. Nó biết tội nó biết lỗi rồi, nó cũng có nhận lỗi rồi, chú Thiện cũng bỏ nên bỏ qua đi, cũng tội nghiệp nó. Nó còn vợ còn con với vợ nó mang bầu nữa. Cái người đó là em rể hay sao? Em rể của ông Tâm. Em rể ha. Thì ở trên clip á thì em có nghe nói là chữ anh Thiện gì đó, nói là anh Thiện là trục lợi gì đó, nhưng mà cũng trên clip này cũng thông báo cho bạn biết luôn là tại vì á anh Thiện người ta làm ta giúp cho gia đình thì mình phải cảm ơn người ta. Chứ người ta đâu có mà ăn uống gì đâu. Đúng rồi. Tốn tiền công người ta lên từ ở dưới Hậu Giang, người ta lên tới trên An Giang này, người ta nhờ thầy, người ta rước thầy đi xuống tới Hậu Giang để giúp cho gia đình. Thì mình cứ nói mình cảm ơn không hết nữa, mà tại sao lại chửi người ta? Thì mình cũng có coi clip của Minh Thiện á. Thì cũng có lên coi Minh Thiện thì cũng vô tới nhà của cha mẹ của Hận. Thì có bà ngoại rồi đó, cũng có xin lỗi bà ngoại 82 tuổi gì đó, bà xin lỗi bà khóc luôn. Tôi cũng thành thật là xin chú Thiện á cũng thông cảm bỏ qua cho nó đi, nó con cháu nhỏ nó thời dại nó không biết, bởi vì nó uống rượu vô người ta xúi biểu nó thì nó làm xúi sao thì làm vậy. Chứ nó cũng không có khôn ngoan gì đâu. Xin chú Thiện cũng bỏ qua cho nó. Chú Thiện thì nói chung ra thì quay những hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ cô bác. Mà tại vì nó không biết chuyện. Rồi nó nghe người này người kia nói rồi xúi tầm bậy tầm bạ. Rồi chú Thiện thì cũng thông cảm bỏ qua cho nó đi, cha mẹ nó nghèo. Thì nó cũng cha mẹ nó cũng không, nói chung ra cũng không biết gì chung trơn luôn á, dòng ở dân quê mà sáng làm chiều làm vậy đó. Cũng có đi đây đi đó đâu mà biết, mà nói chuyện với người ta gì đâu. Nhưng mà cái người đó đi Bình Dương rồi phải không, đi làm đâu? Nghe nói đi Đồng Nai rồi mà từ hồi cháu chết đi ra ngoài kia. Bởi vì nghèo khổ ai cũng nghèo hết trơn, lo đi làm không à. Qua 50 tháng không ai tới ai hết trơn. Tại vì ở trên clip á, là có nghe em đó nói á, là nói anh Thiện á, nếu mà mình làm kênh á thì mình làm từ thiện thì mình đừng có ăn tiền gì ở trên YouTube, cái đó là sai, cái đó là cái chuyện làm ăn của người ta, cái đó là chuyện cá nhân riêng. Còn cái này trước mắt thì Thiện người ta giúp cho gia đình, người ta đã nhúng tay vô, người ta giúp cho gia đình thì mình nên cảm ơn người ta. Thì đúng rồi đó. Không lẽ mà người ta đi làm người ta bỏ công không? Đúng rồi là vậy. Cho nên này, cái này cũng giống như là một cái chuyện hiểu lầm để giải bày ra để cho, nói chung thì cũng đã thông cảm cho cái em đó rồi. Nhiều khi em đó không có hiểu, người ta giúp cho mình thì mình nên cảm ơn đó. Ta giúp người ta từ ở Hậu Giang ra về tới đây, ta giúp ta lo cho em Tâm đủ thứ hết trơn đó. Dài cũng có điện năng xin lỗi. Thì cái này cũng như là cái sự hiểu lầm. Thì lên clip này cũng mong cho chú Thiện cũng thông cảm bỏ qua cho nó đi, tha lỗi nó lần này đi. Vợ thì đang mang bầu. Tại vì chúng em thì cũng là anh em đồng nghiệp làm chung kênh với nhau, thì cũng hiểu và thông cảm cho nhau. Thì biết anh Thiện cũng đang bị oan đó, cho nên bị người ta nói này nói kia, nói là
anh Thiện ăn này ăn kia đó, nhưng mà thật sự không có đâu, người ta đi làm từ thiện, người ta giúp đời biết bao nhiêu rồi. Bởi vậy không lẽ người ta đi làm vậy mà đi ăn của mình, người ta giúp đỡ cho mình. Tại vì mấy em hoặc là anh Thiện cũng vậy, kênh YouTube là làm đâu đó rõ ràng, giống như nãy cái clip kia em đã trao cho anh, cũng đọc tên những người đó, người đó gì đó. Chứ đâu có mà cho mà không đọc tên đâu. Đó, đâu đó rõ ràng hết. Ta đi làm vậy người ta chia sẻ những hoàn cảnh nghèo khổ khó khăn đồ này kia, người ta giúp đỡ chứ đâu phải mà ta lấy cái tiền giúp đỡ đó mà ta ăn đâu mà đi nói tầm bậy tầm bạ. Thì bỏ gì. Mà nếu mà bây giờ em nói với anh Sáu, bây giờ nếu mà không có anh Thiện đi. Nếu mà không có anh Thiện thì anh thì em Tâm biết như thế nào? Bởi vậy mới nói. Rồi gia đình đỡ được một phần nào đó, được anh Thiện giúp thì gia đình đỡ được một phần nào đó. Nếu mà không có anh Thiện thì lấy cái gì mà có tiền để đem em về. Bởi vậy. Đúng không? Thì gia đình thì ai cũng khó khổ hết trơn, ai cũng khó khăn hết trơn á. Cho nên thì em lại đây thì em thấy gia đình nhà của cậu, của em thì em Tâm nè. Đó. Thì cũng thấy cũng khổ nè. Làm mướn đó. Rồi. Đi chăn vịt nữa. Ngày nào mình cũng đi chân hả anh? Ngày nào cũng đi chân mà đi không có được về nha, đi phải ngủ trùng vịt luôn. Vậy đó hả? Ngủ ngoài đồng luôn hả? Ngủ ngoài đồng luôn. Vậy là hôm nay anh Sáu thấy người con ha? Thấy người con, còn mấy bữa trước thì cũng đi nhờ ông thầy rồi đó. Dạ. Cũng tới hai thằng con đi ra ngoài coi. Đó thì cái này thì cũng cho cả nhà biết và cũng cho cái em rể của em Tâm ha, thì cũng hiểu và thông cảm. Tại vì người ta làm cái công việc của người ta thì cái chuyện đó là cái chuyện cá nhân riêng của ta, nhưng mà quan trọng là người ta giúp cho gia đình mình, người ta không ăn không cái gì ở trong đó hết trơn á. Thì đúng rồi, tại nó nhỏ nó không biết suy nghĩ, nó nói vậy thì mong chú Thiện cũng thông cảm. Nhiều hai em đó cũng có xin lỗi và cũng gian xin dữ lắm mà cũng có ra. Thì anh Thiện chắc cũng tha thứ mà. Mình cũng có một cái đoạn ghi âm và mình cũng có một cái clip, một cái số điện thoại đó là 20 đuôi. Không biết là như thế nào mà điện lại cho anh Thiện và cả điện lại cho Thảo luôn, là nói là mày mày hại mày bóp cái gì? Mày bóp cổ người ta. Bóp cổ trắng nước mày, trắng nước nó chết phải không? Tao kiếm mày tao băm mày. Cái đó thì cũng có điện cho anh Thiện luôn mà không biết cái số điện thoại đó là của cái người nào. Không có đâu, không mình biết. Không gần luôn. Không biết cái số điện thoại của người nào. Thiện cũng có lên đây kể. Cũng có điện ở đây nữa. Có lên đây kể nữa. Thì Thảo cũng như là sẽ tìm cái số điện thoại đó là coi của cái người nào có chứng minh đó, có đăng ký không. Mà tại sao điện lại nói như vậy? Vũ Quang đó, loại dạng như là Vũ Quang đó. Mà không biết sao mà cứ điện cho anh Thiện rồi cả điện cho Thảo luôn. Cho nên thì Thảo vẫn còn ghi âm cho cái số điện thoại đó nè. Nhưng mà có một đoạn thôi, tại vì nó khi mà nó điện lại là tắt máy. Điện lại nó khoảng chừng mười mấy giây đó, tắt máy. Đó, thì cái số điện thoại đó là mấy chú phải tìm là một khoản này để tìm để cho nhà nước quản lý cho nó biết. Khi không mà mình bắt Tâm mình đi nhận nước mình ăn cái gì? Vậy vô không rồi đó. Trời ơi. Tâm bảy tâm ba bán chi Tâm có vàng có bạc đeo đầy cổ đầy người đi thì người ta giết cái đó mình không nói. Mà không lẽ đây người ta bước ra sau hè ta giết. Ai không vậy đây bước cái đó ta giết đó đang cho ta chịu tội sao? Thì bây giờ mình sẽ tầm bảy tầm bả không cho khán giả nghe một đoạn, cho khán giả nghe một đoạn này ha. Mày bóp đây nè. Đây các bạn. Đây cái để mình bấm chi tiết luôn cái số điện thoại nè cả nhà. 090932 961820. Thì có điện cho anh Thiện và cũng có điện cho mình luôn. Tại vì mình có khi mà mình quay clip của thầy Tư đó thì tự động cái em đó, cái số điện thoại của người đó điện cho mình. Mình không biết sao. Anh xả lên từ đầu. Đây là nó chỉ có một khúc thôi nè cả nhà. Dạ, chờ khán giả nghe thôi. Mày bóp cổ thằng Tâm, mày giết nó chết mày thấy mưa phải không? Ai, có không? Ai gì nói gì vậy? Bằng thằng Minh Thiện nói nè. Đó, mày cái này khác nào Vu Khống cho anh Thiện đúng không? Vu Khống. Đủ má tao kiếm mày tao bậm đầu mày nè. Đó, chỉ có một khúc thôi nè. Ai nói bậy vậy? Đó, nó nói cho một khúc đó rồi cái nó tắt. Đó. Cái này khác nào là Vu Khống thêm cho anh Thiện nữa không? Để tình luôn mà nói. Đó. Mà không biết là số điện thoại này ở đâu. Mày bóp cổ thằng Tâm, mày giết nó chết mày thấy mưa phải không? Ai, có không? Ai, đó, ai cho cái nhà nghe một lần nữa. Bằng thằng Minh Thiện nói nè, mày bóp cổ thằng Tâm chết mày thấy mưa nè có không?
đó. Ủa má tao kiếm mày tao bầm đầu mày nè. Cái thằng này đó. Là nói chuyện là không phải thằng cháu rể luôn. Cái số điện thoại là cả nhà 0932 961 820. Thì ở đây là anh em chúng tôi là đều đi giúp bà con đó, mà bây giờ là bị cái số điện thoại này nó nói như vậy. Đúng vậy. Thì bây giờ để mình search lên Zalo luôn ha, coi có không ha. Có. Có tại vì rồi. Thảo có search lên nhưng mà để tên là gì nè. Phi nít ảo. Giống như nếu mà người nào không tin tưởng được cái nghĩ cái anh Thiện kia anh nói, nhưng ở đây biết hết trơn. Hoàng. Không để coi. Tại mấy người không 0932 961 820. Để search lên Zalo 0932 861 920 đó. Ủa thì bên cái clip Thiện cũng có cuộc gọi giống gì luôn ha. 0932 0932 961 820 nhớ nè, để không quên. 961 820 0932 961 820 đây là gì ông vua vậy nè, đây nè. Có hình hình nữ mà hình này hình nữ hình... anh mình có biết không, mình biết cái hình nữ nè. Có biết cái hình không, không phải không phải con cháu luôn nữa, không phải con cháu già cháu ngủ nữa. Cái giọng này cũng hơi lớn tuổi, giọng này từ giọng 40 tuổi dâng lên. Giọng này khác nữa. Mà không biết là cái như thế nào mà lại vu khống cho cả anh Thiện. Rồi cả vu khống luôn cho mình luôn đó, nói mình là bóp cổ gì mà trong khi đó mình thì mình ở An Giang, mình có biết gì ở dưới Hậu Giang đâu. Rồi cũng sẵn trên clip này nhắc đến khán giả bà con sau này mà có những cuộc gọi giống như vậy, mình đừng có kết luận liền. Đó, mình phải tìm hiểu thôi, tại hiện giờ mấy anh em YouTube thì hay bị gặp nạn lắm. Bị đó. Là vu khống đó. Vu khống rất là nhiều, cho nên nhiều khi sau này có cuộc gọi đến người khác đổ thừa Lê Thanh và Thảo nói nữa thì khán giả phải xem xét lại. Thì mấy anh em tôi chỉ đi giúp đời thôi chứ ngoài ra không có hại gì ai hết. Đó. Và muốn biết như thế nào thì cứ lợi thẳng gia đình đó mà hỏi. Thì ở đây anh em chúng tôi là làm rất là vì cái tâm. Cho nên thì không có mà trục lợi hay như thế nào hết trơn á. Muốn biết cái gì phải cứ lợi thẳng gia đình đi rồi hỏi. Nói chung ra cái chuyện gì cũng vậy, mình mắc nói á, thì mình nói mình phải suy nghĩ lại. Đúng rồi, để không muốn... thôi mang cái nghiệp. Muốn nói thì nói đâu. Cái chuyện đâu phải chuyện đơn sơ, dòng chuyện quan trọng rồi mình phải nói đâu ra đó. Dạ, thì cái clip này cũng muốn minh quang cho anh Thiện cũng như là Thảo. Thì có cái số điện thoại đó lạ đó. Đó, rồi với thêm cũng nói về cái vấn đề của em gãy của Tâm đó, thì cái này cũng giống như là cái sự hiểu lầm vậy, em đó không có biết. Thì cũng thông cảm cho em đó luôn, thì cũng mong anh Thiện cũng bỏ qua luôn, thì cũng cộng đồng mạng bỏ qua. Thì đây là cậu ruột của em Tâm. Thì em cảm ơn anh đã hồi nãy giờ là cũng đã chia sẻ và cũng lên tiếng để nhờ cộng đồng mạng tha lỗi rồi cũng như bỏ qua cho cái em gãy của Tâm, để cho em gửi tâm sửa sai ha. Dạ. Dạ. Cái này cũng như là cái một bài học cho nhớ đời, hoặc là cho những cái sau này cái có một người cái đi sau nó đừng có nên làm như vậy. Nên mà nói bậy nữa hả? Nếu mà mình muốn nói là mình phải suy nghĩ cho kỹ. Dạ. Cái này là người ta đi giúp đỡ hỗ trợ cho mình chứ đâu phải là ta đi ăn tiền bạc mình đâu mà nói bậy. Dạ. Thì cái clip này đưa lên thì có lẽ là cũng nhiều khán giả đi xem. Nhiều khán giả để hiểu và để rút kinh nghiệm. Và cũng không có gì hơn chúc cho anh Sáu được nhiều sức khỏe nha. Dạ, lúc nào chúc anh cũng sức khỏe ha. May mắn và bình an để còn lo cái kinh tế gia đình, lo cho vợ cho con. Cảm ơn luôn, hai cháu luôn. Dạ, chào anh.